tin dự báo mưa lớn khu vực Quảng Ngãi. Khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, một số nơi cao hơn như Giá Vực, An Chỉ, thành phố Quảng Ngãi, Sơn Giang có lượng mưa từ 100 đến 180 mm. Riêng Ba Tơ 224,8 mm, Minh Long 215,8 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Trong 24 giờ tới, khu vực có mưa mưa vừa, vùng núi có mưa vừa mưa to từ 24 đến 48 giờ tới, khu vực có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ nay đến ngày 6 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12, phổ biến từ 80 đến 180 mm, có nơi trên 220 mm. Lượng mưa dự báo từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 phổ biến từ 80 đến 100 mm, có nơi trên 220 mm. Dự báo chi tiết: Huyện Trà Bồng có lượng mưa từ 100 đến 200 mm huyện Sơn Tây, Sơn Hà có lượng mưa từ 80 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Huyện Ba Tơ Minh Long có lượng mưa từ 100 đến 180 mm, có nơi trên 220 mm. Huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh có lượng mưa từ 80 đến 120 mm, có nơi trên 180 mm. Huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi có lượng mưa từ 80 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ có lượng mưa từ 80 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Huyện Lý Sơn có lượng mưa từ 40 đến 80 mm. Cảnh báo mưa lớn trên khu vực có khả năng kéo dài đến ngày 9 tháng 12. Cảnh báo cấp độ rủi ro so thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra rủ trên các sông, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày 9 tháng 12, nên bà con nông dân chưa nên gieo xạ lúa đông xuân trong khoảng thời gian này.